chào cả nhà. Nay gia đình em ăn chay, nấu chay cũng. Nay bữa nay nó canh chua cho. Chứ làm cũng nhiều món. Hồi cả nhà biết nha. Giới thiệu nhiêu được rồi. Lấy bắp chuối ra làm trước đi Bi. Lấy bắp chuối ra ấy cho mình. Tết ra. Này mình lấy cái mấy cái hoa chuối này nè. Chút xíu nó rút cái đuôi này nè. Rút cái cọng ở trên giữa này nè ra. Rồi mình mới đem đi chiên nha, nhúng bột chiên. Lại món lại nha. Này là món mới. Còn cái này nè, tí xíu nó sẽ đem đi luộc. Lấy cái phần này nè, đem đi luộc để làm gỏi. Cái hoa chuối này làm được nhiều món. Này hằng đang quay bột nha, quay bột để đây sẵn chút xíu nữa mình nhúng cái quả chuối đó vô để mình đem đi chiên, chiên rồi mình đem đi làm mắm, nước mắm, chiên nước mắm. Mình thấy mình rút mấy cái tim tim ngay vậy đó, không có nắm cái đầu đó là nó lôi ra để mình nhúng nhúng vô để cầm vậy nè, cầm vậy nè, cái nhúng vô bột. Rồi, bắp này lọt hả chị? Lọt bắp ấy, lọt bắp đang rửa, đang chắc khúc khúc bỏ vô cái nồi nước cho nó ngọt. Mấy trái? 3 trái, 4 trái gì đi, cho nó ngọt nước. Rồi mình lấy nước đó mình nấu canh chua. Nay trời chưa mưa. Tối on gì đây? Điện mà quậy chưa? Chưa. Này mình cho 4 khúc này và vô nấu canh chua luôn. Bắp à. Và cho thêm khóm vô nữa. Để mình nấu cái nước cho nó thơm nó ngon. Bữa nay nấu canh chua. Bắp đâu vậy? Sao điện được vậy? Nó có nhà không? Có nhà điện kia nó xuống phụ chị chú ơi. Để mình làm gỏi nha. Nãy không có nặng chanh vô trong đó. Để mình luộc để đừng cho nó đen. À, chị làm món chay cũng nấu canh chua. Để điện trong bếp thì sớm vô được. Nó ăn lạc phải không? Ừ. Cái này là hem. Mình mua nửa cây hem để mình nấu chua. Hem này thì nó ngon. Chi nấu với cái này gì? Tàu củ. Tàu củ với tàu củ kỳ. Ăn xong rồi nè, cái này nấu canh chua rồi nè. Ngọt một chút nữa. Bây giờ chiên tàu hũ để chút xíu nữa mình làm gỏi. Chiên cho vàng lên. Kiếm này bây giờ cái bụng chát thì này kêu là gì mẹ? Cá bóng hả?
cá cơm rồi. Để cho thơm lên, mình vớt ra để xíu xíu mình để cho tôm chua, còn như mình sạch sạch hết. Nước chai chị ơi, đủ con chai mà tới giờ này nha. Đi nó đang nấu bữa nào tới giờ này mà rủ người ta ăn tôm chua. Tôm chua. Rủ khác thì là... Có lửa cao. Lại đi. Mẹ ơi. Chưa thì con muốn tí tí. Mẹ mẹ ơi mẹ, nhưng tí tay con có bẩn không? Không, không, không có bẩn. Chị Thanh lại dùm chiên cái đó, chiên bi dùm nghe cái chị Thanh. Này để cho mình để cho cua. Con này nóng. Cho nó vàng cái lật cho nó vàng cái đi thì để nó đi cho cô ấy bị nó lấy rồi viên đại lửa nhiều lên cho nó vàng như lúc khác hả người ấy dính chỗ mà cả nhà ơi. Tất cả đều chịu cái mùi này không nổi mũi tán vậy luôn nhỏ để... kia mày cũng ké đó mày quá thì dạ muốn nó để nó canh chua để vô canh chua cơm mình cho nó sống theo bầy được không hả? Chị xả vô, xả bằm. Ừ, sắc không sao mà mình để lên con chua, vô con chua luôn. Món này bít nó khoái nè. Bi đâu cũng khoái món này. Này là bắp chuối nãy giờ chị đi xé xong cũng đem đi ngâm nước đá. Này củ cải mình trộn chung nha nó có màu. Nào nâng nâng cái cải này nãy hàng làm được mắm mắm chay. Dạ được ở đây chị. Mình trộn gỏi mà, trộn rau răm. Hằng trộn gỏi, bắp chuối nè, mình đem trộn gỏi. Chờ cơm chín cái nãy nó quên nấu cơm, mình ra chưa có cúng được.
chút xíu nó nấu xong cúng. Dĩa nhỏ hả? Hai dĩa. Ô dĩa vừa vừa, như đây là hai dĩa. Như một này được ha. Cho đôi dĩa lên cho rồi. Cụ Bì với cô chị Dạ Thanh nãy giờ nè. Giờ mình làm áo nước mắm này. Cái này là không có nước mắm mà mình làm mình tương với nước tương với tỏi ớt muối. Này qua chuối nè, chiên nước mắm. Nay là món độc độc nha, mới học. Bữa ăn được món gì? Ốc. Lấy cầm đọc rồi hả? Nay mình làm một con bắt bữa thằng gọt cha. Cá cơm. Rồi lấy dĩa cho ra luôn đi bây giờ. Chuẩn bị đi dọn cơm cúng cho con. Xong một món nữa cả nhà. Đây. Rồi. Chiều nay là mình sẽ hết con này. Này cháy tỏi ớt. Bây giờ mình cho vô nồi canh chua luôn. Yeah. Canh chua xong rồi nha, đậm đặc luôn. Nấm thì khóm. Này hồi mình lên ăn mình mới để rau vô nha. Giờ mình cũng mời cả nhà ăn cơm chay. Này thì gỏi, gỏi bắp chuối. Bữa nay 30 thì Hằng làm ăn cơm chay cúng. Rồi mời cả nhà cùng ăn cơm chay nha. Mời chua. Tất cả cô chú anh chị con mời bắt chú mình lại ăn cơm chai cả nhà và anh chị nha. Cơm sao à, nam tả nữ phụ. Mời cả nhà ăn bún chai an toàn thôi. Cơm con rớt đâu để ăn ít ớt cay cay qua cho nó thôi. Này không có cay nè. Nào cay. Bằng qua đây nè con. Cơm đâu? Lẩu chay. Bún mà, bún chay. Cơm nữa mà. Cơm không? Có. Nè, có cá lồng tông chiên bột nè. Chú gom nó giúp con. Cái này là chiên nước mắm, bên kia chiên bột. Chén bên kia chay, bên này mình tu à. Ừ, nên chay chưa. Đâu rồi? Để thêm tàu hủ kia qua bên này nè. Ăn cho nó ngon. Để vô. Cả nhà ăn bún chay. Bỏ đi. Sáng bỏ hộp tàu hủ kia qua đây nè bé. Bún chay. Con mời cả nhà ăn bún chay. Úi giời vậy hả? Còn nóng chín rồi. Đợi nó lấy dĩa nữa. Mình giống sáng sùng chiên bột nữa. Cá lồng tông. Đúng rồi đúng. Nguyên trang luôn. Giống bột. Ngấm. Nó thì nó chớp luôn nè. Còn chiên nước mắm tỏi. Để đây em.
Em gin nồi cơm lên đây luôn nè. Ai ăn ăn. Ở bên đây có bạc cơm vậy sao nó im ghê vậy? Có hả? Bỏ vô đó em. Để bỏ vô chưa có bỏi á. Cái đó là đặt kẹo luôn á, chưa có bỏi, bỏ vô. Cái gì đâu vậy? Đó gà xếp khoai. Khoai nỉ tôm tái khoai. Không có chuối. Mà nếu mà mình làm được chai á, mình làm được nhiều món nha. Nhiều món hả mà? Không thật sự mà. Em luộc xong em xé em làm gỏi cũng được. Rồi em chiên bột cũng được nha. Cái bông chuối mình ăn tốt lắm chứ bộ. Ừ. Làm quá cái đầu luôn. Nhiều ai ngủ quá. Chắc mua cái chuông gì lớn lớn nhắn này nè. Tới 5 giờ mình rung chuông. Như để thôi nông dân mình cù làm quá. Làm 6 giờ thôi. Chỉ 8 giờ thôi. Đi dùng. Đó, giờ 10 hạt gần 1 giờ là chưa nghỉ trưa nữa. Mà đó mình đây có cũng chùa quýnh 2 năm giờ vậy đó. Giờ nghỉ luôn rồi hả? Nghỉ quýnh luôn rồi hả? Ừ. Tước ăn cái này nè. Cái tước ăn cái này. Không phải để cái sao nè. Ừ. Cái sao cũng được. Gọi gà xếp tay cả nhà. Có lục. Không mà cái này làm gỏi này ngon, cái bột thấm. Bắp chuối rồi. Ăn chan không? Bữa nay 50 rồi làm cơm chay cúng rồi dời cái bếp lại luôn cả nhà, xin dời cái bếp lại luôn để cái bếp không đúng được gạch sẵn và để lại như chỗ cũ hồi trước hư hoài phải không? Mình để nó nghịch nghịch cái bình ga nó hư hoài tùy vậy mình ngã có gì bếp cũng phái. Thì cái bộ hai cái bếp hè hư luôn bộ. Mình ca hư đổi thừa phong thủy rồi. Biết người mốt người hư đổi thừa gì nữa nghe. Đổi người người ta. Đổi lại. Người hư đổi thừa bệnh. Mình cũng cao dữ vậy. Không quá. Mà no quá. Ăn á thì đói. Ăn nó ngon. Ngon không? Ngon không? Giờ mấy người ăn muốn lâu đó phải dặn mấy ông này ăn xong mà ông đi hết rồi không mình nó ăn cái này nữa cái này ăn ăn nó bắp nữa hả ăn mấy này không ăn mấy ông bắp chiều mới nhích cục bắp lên bắp đang bắp để ăn sao đang cho chặt bụng ăn này mau đói lắm á chà. Ừ. Rồi cho no vậy chút đó. Thôi, phải nói chứ còn đói em lạc ăn kỳ cũng có nói. Bè. Mà gần mai chứ trời. Cái này hả? Lúc em bệnh á. Cái này là con chấm với này. Còn cái này á. Ăn không? Ăn không. Mày vừa ăn mà. Cái này mình làm gì? Mua quần năm nữa nước mắm tương mắm tương nhưng mà người ta cứ mắm chay thôi để muối vô
mình đếm tương vô lần. Mười tỷ. Ừ. Rồi mắm chay là nhá. Cho không có nước mắm chay hả không? Bằng tỏi ớt, ăn chanh vô hết. Cho muối vô. Vậy lên rồi cho nước tương cho nó có cái màu ra nước mắm. Đó nhỉ. Còn cái nhóc luôn mà hết nước hả? Bên kia còn, ở đây còn miếng. Ừ, lắm. Cái này cái xíu ăn nữa ngon. Ăn đi. Ừ. Hồi ăn món gì? Món này tiếp. Ngon quá. Giờ ăn xong rồi cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào clip sau.